Ngon nhỉ. Thank you.
Thank you.
này nó giải, tí nó dồn bên này nhỉ. Cô để đấy tí giải bạc cũng được. Ngon nhỉ, ngọt nhỉ.
chạy chút gì. Thank you.
Nay vợ đi để mua về à? Mua to nhỉ? Mai kia chắc đi trồng cây ná giang ấy. Khi ná giang thì làm á? Trồng đi làm ở đâu? Ở bên đồi bên kia. Thank you.
Được mấy con to. Con chua này, chua bé này, sắp đứt đuôi rồi, kẹp vào bẫy rồi. Vâng ạ. Mắt tiền bác nhỉ? Vâng, con xin bác nhá. Con xin nhá. Vâng, bác đỡ cháu cái ùi lên với. Con cái ùi lên một tí.
Cháu về trước nhá. Thank you.
À đấy, anh quay sai rồi.
quay ấy à? Yeah.
cơ chứ. Ôi trời ơi, bán hàng quá đã bỏ đến mua rồi. Cái này ngon mà. Cái này không bán được. Bê trứng không? Đây, cho đi. Sốc xong nhựa. Hai chị em xếp trứng hộ mẹ đi, xong nhanh đi. Lại giải một lớp trấu lên trên.
xong lại xếp lên tiếp. Ăn xong chưa con? Đói quá à? Nào xong rồi con đỡ cái này cho mẹ để mẹ giải chấu vào thêm nào. Vâng. Đây, con đỡ đỡ ấy nhá. Đỡ rồi tới vào không vào vớ. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Lại tốt. Ừ. Đấy rồi. Tốt là một tốt nhỉ. Em mong giỏi chứ. Đỡ được mẹ. Ra mắt hai quả trứng. Rồi. Con bê rổ. Con bê rổ à? Thế nhận hết vào đây xong rồi bê rổ thôi nhá. Em bốc chiếc bê trứng không? Đây, cho để cho em bốc mấy quả bê trứng. Được chưa? Thôi để đây. Ừ, thôi để vào đây đi, không có sợ vỡ.
Đâu? Quay xử tí nữa thì vỡ luôn. Gà đấy chị ạ, có quả to quả nhỏ mà nó không giống nhau đâu. Đây, 4.000. Hai chị em cũng người nhà cũng đổ đi. Con tháng gì mở hang hết.
Bảo quay như này đi. Ôi, mơ quá.
cho trứng cho mẹ nhá. Mẹ đi gội đầu cho chúng con nhá. Nào chị Sóc đi gội đầu nào. Con đi học nào. Sóc vào đi đi con ơi, đi gội đầu đi con ơi. Chút tối đi con. Mày đi. Mình đứng hết chỗ này con. Mẹ đang một chiếc rồi, nó đợi bố đi ăn sau nhá. Rượu tóc của em đâu? Không biết ạ. Rồi mẹ bảo con đút một túi mà. Không túi đâu. Không có chú ra đi đâu nhỉ? À thôi rồi mẹ nhìn thấy chưa. Con bóc đi, con bóc được không? Con bóc hết nhá. Con bóc cho em đi con. Con bóc hết. Rồi nó gọn lắm. Trương Thị Vương. Chị vừa á. Ăn đi hai chị em đổi ăn trước đi. Một tạm tóc vào đâu nó đôi vướng rồi ăn trước. Để em có bóc vào. Bóc vào bát đi. Nó gái nữa mẹ bóc tôi nè. Không biết bóc. Không biết bóc á, cái quả này mẹ bóc nhá. Hả? Quả này mẹ bóc cho nhanh nhá. Bóc rồi con. Thôi bỏ ra cho con luôn. Ăn cẩn thận chứ con, này làm rơi hết đi. Trứng ngon. Đấy, để vào bát đây này con, để vào đây tay. Lấy vào cắt. Đợi em cắt cả. Rồi nào mẹ thế nào, giúp mẹ xem. Đây là cá rồi. Thế mà lúc đầu bảo không đứa nào chịu ăn rồi, bây giờ lại tay nhau. Con tiếp nhé. Vâng. Con ngồi một tí ăn không phải nữa. Con tiếp. Hơn. Chữ
Chắc hôm nay chồng đi làm bên kia mấy hôm vợ? Bên kia đi, chồng đi làm tận đâu? Ở trang trại cách đây khoảng mấy quả đồi đi, mấy quả đồi mới đến mà. Xa thế á? Thế chồng đi mấy ngày mới về à? Ừ, chắc đi làm mấy ngày hả? Chắc trồng cây mới lại trồng ngô các kiểu ấy. Trồng cây giang này, trồng ngô này, rồi làm cỏ, lấy củi. Trồng trang trại à? Vợ ở nhà cứ ở nhà bẻ quả bán nhé, chồng đi mấy hôm chồng về nhé, kiếm tiền nhé. Wow. Qua đi làm cái kia gặp họ bảo có ở nhà đợi nhé, đừng có khóc nhé, đừng có khóc rồi nhé, nghe chưa? Đi kiếm tiền mà, đi chơi đâu? Đợi đi cái quần áo chồng. Cố gắng lên, nhé. Cho mấy bộ quần áo nào đông vào cho anh nhé. Vâng. Để cái áo dài tay, áo quần để phía anh mặc nhé. Vâng. Cho nâu gấp vào, cho vào ăn nâu cho anh. Khó nhá. Có đợi nhá. Đừng làm mệt thì nghỉ. Thank you.
Chào các bác nhá. Các làm sớm đấy. Nhà nhiều quá, chẳng có gì nhỉ. Có anh em mình ở đây làm trang trại một ít. Đây, xin nước. Mấy anh em mình đang đi phun thuốc à? Mấy anh em phun. Thank you.
chuẩn bị nấu cơm cháo thôi nhỉ. Ừ, tí đang phun xong là đi mua thịt bò về ăn thôi. Quá tiện đấy, chắc phải giám đốc ạ. Đi đây, nốt đi cưa. Hãy subscribe cho kênh Tiểu.
chắc khí nha. Anh chắc mùi khí mà. Thank you.
đây chị. Chờ cậy cái hoa rồi. Cùng vừa lắm, vừa bỏ bánh giáo vô nè. Thank you.
trông cháu, để con cháu đi làm đi, bác làm gì cơm được đâu. Để con cháu là người hiền, người khác họ đánh cho bác trận đấy. Hiền quá. Ông mấy hôm nay khỏe không? Ông bình thường. Ông có ăn được gì không? Tôi chẳng. Sáng nay con đi chợ bán quýt ngọt ngon lắm, không chua đâu. Con mang về cho ông mấy quả này. Ông ăn nhé.
con còn chọn cho ông được một ít quần áo trong tủ từ thiện nữa, được mấy cái áo rét, cũng ống rét đấy ông ạ. Đè đè ông không? Đè áo gió này mà. Vâng, ông cởi áo kia ra để con thử trong áo này xem vừa. Đẹp đấy ông ạ. Đúng rồi. Vừa đấy. Vừa đẹp mà ấm. Đấy. Đỡ rét ông ạ. Nó bông nhá. Ông cũng cần thử nữa đâu ông ạ. Cái này vừa con thấy vừa. Cái này cũng gần lắm ông ạ. Áo này áo có mũ ấy. Vâng. Có cả quần nữa. Quần ấm này ông ạ. Quần nghỉ ấy. Đấy, quần áo mặc cho ấm. Hai quần nghỉ ông ạ. Cái này nữa. Cái này cũng quần nghỉ đấy. Con lấy cho ông hết đấy. Ông đã bị để mặc thật vào. Ông xem hết ở đấy à? Đấy, quần ông để mặc cho nó ấm không ạ? Sao ông ăn cứ nhá, cái này ngọt lắm. Không cua đâu. Ông thích cái quần đấy không? Ấm đấy ông ạ. Ông thử phở vào xem vừa không? Không sao không ạ. Áo khoác đẹp nhỉ ông nhỉ? Ừ. Ông ở đây có bóc cam cho ông ăn. Thích ngọt mà ông ăn đi. Ngọt lắm, con ăn nhiều rồi. Con đi chợ bán đi. Còn mang được ông mấy quả. Chồng con đi làm rồi không ạ? Vâng, nên không sang thăm ông được đâu. Con mời ông. Không ăn nhiều nhiều. Ăn sáng tốt không ạ? Ừ. Nó khoảng nhiều tốt. Tốt nhé. Vâng. Ông cứ ăn đi, con ăn nhiều rồi mà. Ngọt lắm ông ăn đi. Ngon không? Đúng không? Ừ. Con đã ăn bát một. Ăn một bát à? Ăn đúng một bát à? Đúng. Vâng, kệ con. Không ăn nốt cam đi, con mới uống nước nhá. Vâng. Không, con xin phép ông con đi về luôn đi, không tối. Vâng. Ông ơi con chào ông. Vâng. Con về đây. Vâng. Hôm nào con đi chợ về con lại qua. Vâng. Vẫn ông chơi nhá. Vâng. Còn không uống chén nữa.